Mời mọi người xem tiếp tập 66 và 67 của bộ truyện Ta có 90 tỷ tiền liếm cầu. Lúc này Trần Viễn đã lái chiếc siêu xe Ferrari tới trước cổng trường học. Một âm thanh nào đó vang lên. Làm trò gì vậy? Trần Viễn ngồi bên trong chiếc siêu xe sang trọng đắt đỏ nhắn tin với bạn thân của mình. Văn tử, cậu đến đâu rồi? Cậu bạn thân liền trả lời. Sắp đến rồi. Đợi tôi thêm một lúc nữa. Ngồi trong chiếc siêu xe cậu nhớ lại hồi ức vừa diễn ra lúc trước. Cảnh tượng anh bạn thân khóc lóc kể với cậu. Viễn tử, Tôi hẹn cô gái đi xem phim bị từ chối rồi. Đã mua vé rồi. Cậu đi cùng tôi đi xem phim đi. Hu hu. Trần Viễn chống tay lên mặt trong sự bất lực mà nghĩ. Vốn tưởng rằng hôm nay đi xem phim hai lần thôi là được. Ai ngờ đâu tận ba lần luôn. Đúng là người tính không bằng trời tính mà. Mên vuốt cầm ngẫm nghĩ. Ai? Ai bảo Văn Tử là anh em tốt của mình cơ chứ? Lúc trước không có tiền ăn. Cậu ấy thường giúp đỡ cho mình. Trần Viễn liền nhanh chóng lên lịch hẹn với ba người cùng một ngày cậu bạn thân chí cốt văn tử đi xem cùng nhau vào lúc 14 giờ. Đi xem phim cùng triệu chủ tịch vào lúc 17 giờ. Đi xem phim cùng tiêu nhược vũ vào lúc 20 giờ. Sau khi sắp xếp ổn thỏa xong bên thở phào nhẹ nhõm, cậu tự nhủ, phải sắp xếp thời gian hôm nay hợp lý, chỉ đành đi xem 3 lần một ngày vậy. Trần Viễn thấy trên xe mình có người mới vừa mở cửa đi vào, cậu liền quay sang nói, văn tử sao cậu mới. Khi Trần Viễn nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đang ngồi trên xe của mình, chứ không phải là người anh em trí cốt văn tử. Anh liền dừng nốt câu kia mà nói câu khác. "Ủa, cô là ai vậy? Sao lại lên xe của tôi?" Cô gái quay sang nhìn Trần Viễn Nũng nịu nói, "Xin lỗi, tôi trang điểm chăm chú quá nên vào nhầm xe." Trần Viễn không chút mê hoặc nói thẳng, "Không sao, cô xuống xe đi, lần sau chú ý một chút." Câu nói của Trần Viễn như một ngọn núi đè đầu cô gái vậy. Cô gái này vẫn cố gắng tiếp cận Trần Viễn, cô gái nhỏ nhẹ nói với cậu, "Mặc dù là nhầm xe, nhưng nói không chừng gặp đúng người rồi đó, anh trai." Trong lòng cô gái này nghĩ, xuống xe ư, xuống xe thì làm sao lão nương câu dẫn anh được, lái xe sang như vậy lại còn đẹp trai, mình không thể nào bỏ qua được. Cô gái này bắt đầu nũng miệu đưa chiếc điện thoại ra và nói, anh trai, ad wechat với em được không, em cảm thấy rất có duyên với anh. Trần Viễn không chút ngại ngùng tặng cô thêm một quả núi nặng chiếu trên đầu. Cậu nói, ồ, xin lỗi, tôi không có điện thoại. Minh khẽ cười nham hiểm mà nghĩ, chà chà, khác với những người đàn ông Trung Quốc truyền thống chưa khai hóa như văn tử. Sigma Male bọn tôi vĩnh viễn sẽ không rơi vào cạm bẫy của phụ nữ. Cô gái này bật lực chỉ đành hét lên một câu rồi tự giác bước xuống xe. Được, coi như anh ác. tôi xuống xe. Cô gái này vừa mở cửa đi ra thì bắt gặp anh anh trí cốt văn tử của Trần Viễn. Anh chàng văn tử liền nói, Đỗ Tiểu Nguyệt, sao em lại ở đây? Cô gái Đỗ Tiểu Nguyệt này cũng với mên Trần Viễn của chúng ta đều kinh ngạc thốt lên. Lưu Văn Chiết. Lưu Văn Chiết mặt u ám nói, không phải em nói buổi chiều phải đến bệnh viện thăm mẹ, nên không thể đi xem phim với anh sao? Sao bây giờ lại ở trong xe bạn của anh? Chẳng lẽ? Hai người. Trần Viễn nhìn tình hình liền nhận ra được sự việc. Cậu thầm nhủ. Trời đất, hóa ra cô gái này là người từ chối văn chiết. Cậu ấy sẽ không hiểu nhầm mình đâu chứ. Ngay sau đó Trần Viễn liền xuống xe rồi giải thích. Văn tử cậu nghe tôi giải thích. Bọn tôi. Không để cho Trần Viễn nói hết câu. Lưu Văn Chiết tức giận quát cô gái đỗ tiểu nguyệt cắt ngang lời Trần Viễn là người lạ không có một chút quan hệ nào. Anh chàng bạn thân trí cốt của Mên chỉ tay thẳng mặt Đỗ Tiểu Nguyệt nói. Đỗ Tiểu Nguyệt, cô thấy bạn tôi lái Ferrari nên muốn câu dẫn cậu ấy. Nhưng cậu ấy không coi trọng cô nên yêu cầu cô xuống xe. Hai người không có quan hệ gì. Hoàn toàn là cô mặt dày dính vào bạn tôi. Như vậy đúng không? Trần Viễn nghe xong liền gật đầu lưu liệ đồng tình với câu nói của Lưu Văn Chiết. Đúng, đúng đúng, đúng là như vậy. Ngay sau đó Trần Viễn cùng Lưu Văn Chiết lên chiếc siêu xe Ferrari. Không ngần ngại Trần Viễn đạp ga rời đi. Để lại cô gái đỗ tiểu ngọc đứng lại phía sau hối tiếc, cô ta lẩm bẩm nói, Lưu Văn Chiết, vậy mà quen biết bạn giàu như vậy ư? Ừ. Cô gái này không tin vào mắt mình, khuôn mặt xám xịt lại, không phải anh ta là một kẻ nghèo kết xác, chỉ có 800 tệ tiền phí sinh hoạt mỗi tháng ư. Ừ. Lúc này tại khu trung tâm thành phố, nơi phồn hoa bậc nhất thế giới, khu trung tâm mua sắm, mọi thứ để có đầy đủ. Trong một tòa nhà nào đó, tại một dạp phim đang chiếu, Trần Viễn cùng với Văn Chiết đang xem phim, anh bạn của mình khóc lóc quay sang nói với cậu viễn tử có phải tôi quá cùi bắp rồi không tại sao cậu luôn được các cô gái vây quanh mà chuyện tình cảm của tôi lại không được thuận lợi như vậy trần viễn vừa ăn bỏng ngô vừa nói sao tôi biết được chứ nhưng sao phải theo đuổi con gái chứ cậu thiếu tổ tông để cung phụng sao hai cô gái phía sau nhìn men và văn chiết rồi thì thầm hai người này thật là lạ hai đứa con trai lại đi xem phim cùng nhau cậu nhỏ tiếng một chút có thể bọn họ là gay đó trần viễn lúc này khẽ cười nói người bộc lộ nhu cầu sớm hơn thường là người yếu thế hơn yêu đương như chiến trường không chơi nhà tròi đó là lưới dao nhuốm máu trần viễn liền chỉ giáo cho anh em xương máu của mình cậu càng sim chỉ khiến con gái thấy cậu càng hạ tiện mấu chốt không phải là ở thủ đoạn mà là bản thân cậu có đủ mạnh mẽ hay không lúc này trần viễn trong mắt văn chết như một ngôi sao lấp lánh đạo lý của men như một triết lý cuộc sống tiền cho con gái tiêu là thằng ngốc tiêu tiền cho con gái mới là đại trượng phu anh chàng văn Chiết nhìn men cũng cảm thán cậu nói có lý thật. Anh chàng văn chết nắm lấy tay Trần Viễn nói, sư phụ, không, cha nuôi, con ngộ được rồi, xin cha hãy dạy con cách trở nên mạnh mẽ. Hai cô gái phía sau hóng chuyện thì đang hiểu lầm, hai cô gái này đang hóng cái kết có hậu của cuộc tình ngang trái này. Oa, sắp hôn rồi, sắp hôn rồi kìa. Mê liền ngăn cản người anh xem sương máu lại, văn tử cậu bình tĩnh một chút, đừng làm như vậy, mọi người đang nhìn kìa. Trần Viễn ôm mặt lạnh lùng nói, văn tử, tôi không có gì có thể dạy cậu cả, Tôi chỉ đẹp trai hơn cậu một chút, giàu hơn cậu một chút, nhiều bạn gái hơn cậu một chút. Thực ra tôi như vậy rất vất vả. Nam sinh bình thường như các cậu rất khó để trải nghiệm. Người anh em văn chít nghe xong cũng khá cay. Mặt mày cũng nhăn nhó lại. Cậu ấy nhỏ giọng nói với mên. Viễn tử, cậu đừng nói nữa. Cậu còn nói nữa. Tôi sợ không nhịn được sẽ chém cậu. Nói đến đây Trần Viễn cũng rén luôn. Sau khi xem phim trong dạp chiếu phim xong cả hai liền ra về. Trên đường hai người trò chuyện vui vẻ với nhau. Viễn tử, Nói chuyện với cậu xong tôi thoải mái hơn nhiều rồi, gần đây luôn làm phiền cậu. Về sau nếu có cơ hội. Chưa kịp nói hết câu liền bị Trần Viễn cắt ngang, "Đừng có về sau, cậu phải báo đáp tôi bây giờ." Trần Viễn nắm lấy bàn tay của Văn Chiết nói, "Tí nữa, khoảng 2 tiếng sau, cậu gọi điện cho tôi, là coi như cậu giúp tôi được việc lớn rồi." Anh chàng Văn Chiết tò mò hỏi, "Gọi điện à? Có thể thì có thể, nhưng tại sao vậy?" Hai cô gái ngồi ở phía sau dạp chiếu phim lúc này cũng đi ra. Bắt gặp Trần Viễn đang nắm tay văn chiết. Hai cô gái kia cười nói với nhau. Tớ nói rồi mà. Hai người họ là một đôi đấy. Nghe xong Trần Viễn và bạn trí cốt của mình lạnh hết sống lưng. Mê rời đi và cười lạnh lùng. Tại sao à? Đương nhiên là có lý do rồi. Chính là thoát thân từ chỗ triệu chủ tịch để đi hẹn hò rồi. Cậu rời đi để lại anh bạn thân phía sau ngơ ngác khó hiểu. Một thời gian không ngắn cũng không dài trôi qua. Hai tiếng sau tại gáp chiếu phim. Trần Viễn cuối cùng cũng tới trước cửa rạp phim thấy triệu ngọc kỳ đang đứng đợi cậu ở trước cửa trần viễn bèn nghĩ nguy hiểm quá đến kịp rồi lúc này triệu ngọc kỳ chưa thấy trần viễn tới liền nhìn đồng hồ trong sự lo lắng còn nửa tiếng nữa là bắt đầu rồi sao trần viễn vẫn chưa tới đột nhiên có một âm thanh vang tới từ phía sau hello chị gái một người thanh niên khá bảnh bao xuất hiện anh ta vẫy tay chào và giới thiệu bản thân xin chào tôi tên là ngô bán thạch thấy cậu đứng đây nửa ngày rồi có thể ad wechat với tôi không trong lòng anh ta thầm mong làm ơn cầu xin đấy ngọc kỳ không ngần ngại kiếm lý do từ chối xin lỗi tôi hiện tại đang có hẹn không tiện anh chàng này liền nói vậy thật sự rất xin lỗi nhưng chỉ là át quy chat thôi tôi sẽ không quấy dày buổi hẹn của cậu anh chàng này nói tiếp nếu cậu cảm thấy tôi đáng ghét thì có thể xóa liên lạc coi như thỏa mãn tâm nguyện của tôi đi đột nhiên trần viễn xuất hiện phía sau vỗ vai anh ta mê liền nói người anh em cô gái nhà người ta đã từ chối cậu rồi còn sống chết không buông thì không thú vị đâu." Trần Viễn bước lên nói thêm, "Nào, để anh đây thì phạm cho cậu, cách thả thính là như thế nào?" Trần Viễn bước lại gần Ngọc Kỳ, rồi dùng tay chống vào tường ngay cạnh cô ấy. Ngọc Kỳ cũng rất kinh ngạc. Trần Viễn nhẹ nhàng nói, "Chị gái, chị thật là đẹp. Chúng ta có thể tìm một nơi ít người để giao lưu sâu sắc hơn không?" Ngọc Kỳ lúc này ngại ngùng đỏ mặt không biết nói gì. Anh chàng Ngô Bá Thạch ở phía sau nhìn khinh thường. Anh ta nghĩ, chỉ có vậy cậu là lưu manh à? có tác dụng mới là lạ. nhưng ngay sau đó anh ta liền bị vả mặt. ngọc kỳ liền đồng ý. cô cười tươi đáp, được thôi. anh chàng ngô bá thạch đứng hình chết lặng không biết đây là tình huống gì. anh ta cay cú thầm nhủ, trời ạ, à, đây là cái loại tình huống gì vậy? những người xung quanh nhìn cũng kinh ngạc thốt lên, như vậy cũng được à?